Sáng nay, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học nông nghiệp với chủ đề cung cấp lương thực cho 100 triệu người Việt Nam, những thách thức cho ngành nông nghiệp. Trong đó, nhiều thách thức mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang vấp phải chủ yếu xoay quanh mô hình sản xuất quy mô gia đình. Kính thưa quý vị, cùng với xu hướng đầu tư vào trong ngành nông nghiệp của các doanh nghiệp lớn thì quy mô của ngành nông nghiệp Việt Nam đang được coi là có một sự chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia tại Hội thảo Khoa học về nông nghiệp thì quy mô sản xuất nhỏ cùng với những cái khó khăn, rủi ro kèm theo vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất của ngành nông nghiệp hiện nay. Đơn cử trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, ông Lưu Văn Tấn, quản lý chương trình phát triển bò sữa của công ty Crestland Camina Việt Nam, quy mô đàn bò sữa phổ biến ở Việt Nam hiện nay chỉ từ 8 đến 10 con. Tổng đàn bò sữa trong cả nước hiện nay mới đáp ứng được 25% nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của các nhà máy. Một trong những thách thức đối với quy mô gia đình chăn nuôi nhỏ đó là cái nguồn đất đai cho cái quy mô nhỏ hiện nay là không có để triển khai rộng hơn. Thứ hai nữa là cái đầu tư cho quản lý, đầu tư cho chăn nuôi áp dụng các cái kỹ thuật để hạ thấp chi phí giá thành cũng gặp nhiều khó khăn. Một khó khăn khác của các hộ nuôi trồng theo quy mô nhỏ là rất khó tiếp cận được với các nguồn vốn vay. Do đó, các hộ gia đình không có điều kiện để đổi mới, mở rộng đầu tư. Vấn đề này đang ngày càng trở nên cấp thiết trước yêu cầu tái cấu trúc nông nghiệp hiện nay. What I see here in Vietnam is... Cái tôi thấy ở Việt Nam là khả năng tiếp cận vốn phụ thuộc rất nhiều vào đất. Người Việt có truyền thống giữ đất, thay vì thế chấp vay ngân hàng. Ngoài ra, các ngân hàng Việt Nam rất lo ngại khi cho nông dân vay tiền, vì tỷ suất lợi nhuận không cao. Tuy nhiên, nó còn tùy thuộc vào từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, hình thức sản xuất theo quy mô hộ gia đình cũng kèm theo rất nhiều rủi ro về vấn đề quản lý an toàn thực phẩm, về nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia có mặt tại hội thảo thì quy mô sản xuất theo hình thức hộ gia đình vẫn sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong tương lai. Vấn đề đặt ra là cần có sự hỗ trợ để các hộ nông dân có thể mở rộng quy mô đầu tư.